Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Quân làm một video gửi đến quý anh chị một mẫu xe 7 chỗ. Hai chiếc xe đến từ hãng Nhật Bản, đó là chiếc Fortuner màu trắng biển 60 Đồng Nai và chiếc Ford Everest màu ghi bạc ghi xám mà sản xuất 2021, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe 2.0 máy dầu số tự động và chiếc này là 2.4 số sàn màu trắng. Thì hai em xe này đang có giá là Fortuner là 825 triệu, còn thương lượng có hỗ trợ ngân hàng. Bây giờ Quân sẽ review chiếc Fortuner trước cho quý anh chị. Xe được trang bị ghế da nha quý anh chị. Được trang bị ghế da, số sàn. Số sàn mới chạy 8 vạn. Đó, 2019 chạy 8 vạn. Vô lăng cần số tất cả còn rất là tốt nè quý anh chị. Đó, được bọc trần 5D, lót sàn Simili, ghế da. Chiếc xe này thì lên khá là nhiều option. Đây là thông số của chiếc xe này quý anh chị. Xe sản xuất 2019 nha quý anh chị. Được lắp ráp tại Toyota Vĩnh Phúc 2.4. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của em xe này là 7,2 lít đường kết hợp và ngoài đô thị là 6,2 lít nha quý anh chị. Ghế da màu da bò nha quý anh chị. Xe này còn rất là đẹp luôn. Màu trắng, được trang bị khá nhiều option như là bọc trần 5D, ghế da và lót sàn Simili, đường cái là hít cửa hít luôn. Lên thêm cái cửa hít nha quý anh chị. Lên thêm cửa hít, keo chỉ tất cả đều còn nguyên zin, 4 dàn bánh còn rất là tốt. Xe thì không tai nạn, không hạ động cơ. Bên Quân luôn cam kết với khách hàng và khuyến khích anh chị đi test thêm bên thứ ba nha quý anh chị. Và kế bên đây là chiếc Ford Everest sản xuất 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đang có giá là 960 triệu. Lúc mới về thì bên Quân đang bán với giá là 990 triệu, nhưng mà nay thị trường khá là chậm thì bên Quân có điều chỉnh lại và Quân làm video cập nhật giá và so sánh hai chiếc xe này cho anh chị. Số sàn thì là chiếc Fortuner và đây là số tự động 2.0 máy dầu. Đây này quý anh chị. Cần số hộp số tự động nha. Chiếc Ford Everest này thì một cầu và sản xuất 2021, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, nội thất màu đen, được bọc ghế da. Xe Ford thì rất là nhiều option nha quý anh chị, tính năng an toàn thì full rồi. Đó, thì con xe này nếu mà anh chị lấy về thì có hỗ trợ ngân hàng, đăng ký đăng kiểm còn tới đăng kiểm còn tới tháng 7 2024 nha quý anh chị. Đó, những em xe này về thì cuối năm mới cần phải làm lại thôi, mới cần phải đăng kiểm lại. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của em xe Ford Everest, ở đường kết hợp thì 6,7 lít và đường ngoài đô thị thì 5,5 lít. 2.0 thì rất là tiêu hao nhiên liệu, rất là tiết kiệm. Hàng ghế lái chỉnh điện nha quý anh chị. Hàng ghế lái, ghế tài chỉnh điện màu đen, có chế độ là lốc cửa, điều chỉnh gương, gập điện chỉnh điện, khởi động thông minh nha quý anh chị. Ghế da rất là sạch sẽ. Xe này, hai em xe này bên Quân đều hỗ trợ ngân hàng và hỗ trợ đi test kiểm định bên thứ ba. Mâm vỏ còn rất là tốt nha quý anh chị. Mâm vỏ em này còn khá là dày thì chúng ta về là có thể chạy luôn, không có làm thêm chi phí gì nữa, có dán phim cách nhiệt đầy đủ. Nói chung chiếc xe mà mình mua qua sử dụng thì rất là được lợi từ việc thuế đóng 2%. Xe mới thì đóng 10% thì chúng ta đã được lợi rồi. Đó, thì chiếc Fortuner 2019 Quân đang bán 825 triệu có thương lượng thêm, và chiếc Ford Everest đang bán với giá là 960 triệu còn thương lượng. Nếu anh chị nào quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp cho Quân. Bên Quân chuyên trao đổi và thu mua tất cả dòng xe qua sử dụng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu anh chị có xe muốn đổi hoặc nâng đời thì mang xe lên, bên Quân sẽ hỗ trợ định giá và thu lại chiếc xe, đổi chiếc xe mới bên Quân cho quý anh chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã coi video.